Dạ em xin chào quý anh chị cô bác luôn nha. Hôm nay em bán đề qua ngựa đó. Thì thứ ba ngày em hơi tháng 4 2023, đề qua ngựa là 09 đầu. Đó, 23 là đuôi, nhưng mà em có mua tại số nha anh chị qua ngựa nè. Anh chị thấy không? Hơi tháng 4 2023 thứ ba đây. Bả màu hơi chiến bả. Là anh chị thấy cái dễ nhất không? Bả ba hơi chiến bả. Đó, em chỉ thiếu hơi nút số màu thôi cho anh chị thấy không? Nè anh chị thấy nè, bả nè. Đó anh chị thấy không? Anh chị thấy bả màu hơi chiến bả mà em là đó, em bả màu hơi chiến nam. À mà đời nó sổ là bả ba hơi chiến nam. Đó uổng tại số em anh chị cái mắc hơi nút thôi. Là không em chúng đặc biệt là chúng dễ nhất 30 triệu nha anh chị. Dễ nhất là 30 triệu nha anh chị, nam số này 30 triệu nè, dễ nhất nè 30 triệu nha anh chị tham. Ở phía sau nè. Rồi thì bây giờ hiện giờ em đang bón vào đây, sẵn em quay số cho anh chị mình xem luôn nha. Rồi. Em đi ra nha anh chị. Rồi em bón khuya luôn. Đó. Giờ này để hơi tấu nha anh chị tham cổ nha. Đây cái đề cơm tôm ngày 23 tháng 4. Đó. Đó bây giờ cái đây cái số đầu tiên nha anh chị. Số 14 nè. Đó, người nào mua 14 thì mua nè, hoặc là 41 nè, 14 41 nè, tôm tôm. Đề chính ngày mơ. Hả? Ở chủ nhật nha anh chị. Đó, rồi. Số 60 nè. Số 79 nè. Số tôm tôm nè. Số 93 nè. Số 05 nè. Số 31 nè. Số 32 nè. Ha 9 32 nè. 63 nè. Số 1 nè. 90 nè. Ha nè. 13 nè. 45 nè. Rồi tiếp tục như này anh chị. 03 nè. 44 nè. 06 nè. 35 nè. Đó. 13 nè. 08 nè. 56 nè. 3 hơ nè. 04 nè. Hơ 3 nè. Tóm bả nè. Bả tóm nè. 96 nè. 31 nè. 40 nè. 69 nè. 55 nè. Rồi để em đưa hết cái đề của công tâm á, rồi em sẽ đưa cái đề từ Tiên Quế nha anh chị. 08 nè. 13 nè. 35 nè. 6 nè. 44 nè. 03 nè. 16 nè. 35 nè. 34 nè. 58 nè. 62 nè. 80 nè. 99 nè. Rồi em sẽ đưa cái đợt từ Tiên Quế nha anh chị. Đó, một sắp này hơn 10 tờ. Sắp cơm tôm chỉ 5 tờ thôi. 21 nè. 30 nè. 03 nè. 12 nè. 49 nè. 54 nè. 68 nè. 95 nè. 86 nè. 33 nè. Rồi em sẽ đưa vàng là một lần nữa nha anh chị. 14 nè. 41 nè. 60 nè. 39 nè. Tôm tôm nè. 93 nè. 05 nè. 31 nè. 32 nè. 32 nha anh chị. 32 nè. 63 nè. 81 nè. 90 nè. 32 nè. 13 nè. 43 nè. 03 nè. 44 nè. 26 nè. 35 nè. 13 nè. 08 nè. 56 nè. 32 nè.
bông bốn nè, bơ ba nè, tôm bả nè, bả tôm nè, chín sáu nè, ba mốt nè, 40 nè, 69 nè, 55 nè, 16 nè, hơ hơ nè, 34 nè, 58 nè, 6 hơ nè, 80 nè, 99 nè. Đó, giờ tới đời Thiên Quế nha anh chị. Hơ mốt nè, 30 nè, 03 nè, 10 hơ nè, 49 nè, 54 nè, 68 nè, 95 nè, 86 nè, 33. Rồi nha anh chị. Rồi anh chị có nhu cầu mua vé số thì Zalo các bạn với em nha anh chị. Đây, để em đưa cái số Zalo các bạn, anh chị mua thì chuyển tài khoản nha anh chị. Đó anh chị ơi. Nè con ăn nó đuôi cái tay em nha anh chị, ăn mặc nha anh chị. Đó thấy không? Ở nhà em nuôi ăn phía sau nha anh chị. Đó mà ăn nó về nó làm tổ. Đó, nó làm hơ tổ trên cái cây mít nha anh chị. À, với cây xà nhà em. Ở liên hệ số viên ngạc tờ 0968634317 ở đi băng 451 hơ hơ 0 5 hơ bả 3 hơ 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 6 nha anh chị. Đó anh chị, đây số tài khoản ở đi băng, anh chị có nhu cầu ở liên hệ với em nha anh chị. Nên anh chị thấy có con ăn nó đu không? Nói thấy không? Giờ này mà sao nó không có nhiều, anh vô hoang chỗ nó ngủ chỗ tổ của nó mà nó đu vào đây, để em có lẽ là em bác ra ngoài đó. Tôm tôm có hơn quá nha, để hơn quá nha anh chị, cũng rất đẹp nha. Rồi anh chị có nhu cầu mua vé số ủng hộ em, em ở đậu mưa hơ thôn An Bình, xã Tịnh Đông, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi, đối diện xăng An Bình Tịnh Đông ở trên quốc lộ 24B. Đó, thì anh chị có nhu cầu mua vé số hãy đến với cái đại lý vé số của em ở đây nha anh chị. Ở đây đại lý của em bán tại chỗ, có chú em bán ngay cái xăng này và một ông chú nữa bán ngay ốc doa. Anh chị mình có rất là nhiều số để mà lựa chọn nha anh chị. Hôm nay số em rất là nhiều, 400 tờ, 200 tờ Công Tâm và 200 tờ Thừa Thiên Huế. Thừa Thiên Huế là nó 10 sắp, một sắp là hơn 10 tờ nha anh chị. Rồi anh chị hãy ghé mua ủng hộ ở cầu lộc cầu ma. Đó, ngày hôm nay nếu em mà thanh thì nó vô là được cái con hơ nút, thêm hơ nút nữa thôi. Nếu em mua tại dây số nó là con số 3 thì em trúng là 30 triệu, cũng hấp dẫn nha anh chị, chỉ có 10 ngàn mà được 30 triệu. Rồi cảm ơn quý vị anh chị cô bác rất nhiều đã yêu mến và ủng hộ kênh YouTube bán dây số kiếm gỗ tỉnh Quảng ở quê hương em. Đó, em ở huyện Sơn Tịnh đây. Rồi có một con ve ve nó đạo trên cái tài dây số 0451480. Đó, con ve ve nó đạo ngay đó. Con ăn nó đạo cái tay em vẫn còn, nó còn đạo đây. Đó, nó không chịu đi, không biết con ăn là tịch con gì. Xíu nữa em vô Google, bấm Google tịch con ăn và tịch cái con ve sầu là cái con gì nha anh chị. Đó mà nó đậu lên cái tại dây số Công Tâm ngày 23 tháng 4 2023, con 514804. Anh chị mua 04 nha anh chị. Đó, có lẽ lại là cũng rất là có lý, đó là một cái gì đó. Đó, nó đậu lên cái tà này và có một cái con gì đây nữa, phù du gì đây nó đậu lên đây nữa. Nhưng mà con đây là con ve sào, nó đậu trên cái Công Tâm con số 04. Đó, 04 thường thường mua 04 hoặc mua 40 nha anh chị. Đó, và con ăn khi mà em đang quay số ở ngoài cái chỗ đại lý của em bán tấu ở đây thì con ăn mặt nó đu trên cái tay em, nó đang bò đây mà nó không chích em nha anh chị. Đó, không biết, để xíu nữa em bấm vô Google thử con ăn là con gì, con ve sào là con gì, để anh chị mình kiếm con số, mình chơi kiếm lọc may mắn nha anh chị. Rồi xin cảm ơn quý vị anh chị cô bác rất nhiều, chúc anh chị cô bác phát lộc phát tài may mắn. Rồi quý vị nếu yêu thương em, anh chị không là không tiếc rẻ đó, thì anh chị bấm cho em một like đó, anh chị đồng lượng bấm cho em một like, cảm ơn quý vị anh chị cô bác rất nhiều đó. Rồi thì chị có rất là rẻ, chỉ 10.000 đồng một tờ giấy số, biết đâu chúng ta đậu đàn nha anh chị, lên xe con nhà Lào nha anh chị. Rồi đến đây video em xin tạm dừng và xin hẹn quý vị anh chị những cái video sau.
giờ này cũng khuya anh chị, giờ này cũng khoảng 8 giờ rưỡi rồi em vẫn còn bón, nhiều khi em bón có 9 giờ rưỡi nha anh chị. Rồi cảm ơn quý vị anh chị cô bác rất nhiều.